Xin được cảm ơn Quang Lê, cảm ơn những ca khúc mà em đã gửi tặng cho khán giả của Tết Vạn Lộc. Có một điều mà chắc là nhiều khán giả dưới kia cũng hơi băn khoăn một chút, là sao trong một chương trình Tết em lại chọn một ca khúc mà nói thật là đứng ở trong cánh gà, cũng như nhiều khán giả ở dưới kia khi nghe ca khúc này của nhạc sĩ Lam Phương hẳn sẽ cảm thấy trong lòng có nhiều những cái điều miên man và có lẽ cũng có những cái xúc cảm phải nói là như nào nhỉ, rất rất khó tả. Tại sao Lê lại chọn bài hát này trong chương trình này? Thì hồi nãy Quang Lê có chia sẻ với quý vị là chú Lam Phương vừa mất và bây giờ cũng đang trong quá trình đang làm đám tang cho chú. Tại vì hai người thân của chú Lam Phương, đó là cô Bảy và ông xã là em ruột, chăm sóc chú Lam Phương từ lúc mà chú Lam Phương bị tai biến mấy chục năm đến bây giờ, thì hai người đó là người em ruột của chú Lam Phương, đó là cô Bảy, thì không thể nào lo cho chú trong lúc này được, tại vì cô đang nhiễm Covid và hai vợ chồng đang ở nằm trong bệnh viện, cho nên không lo được cái đám cho chú. Cho nên trung tâm Thúy Nga đứng ra để mà lo hậu sự cho chú Lam Phương. Thì dòng nhạc của chú Lam Phương đã in vào máu thịt của biết bao nhiêu người, và trong đó Quang Lê tuy là thế hệ sau nhưng mà Quang Lê ở gần chú và có thăm chú. Thì khi nghe cái tin này thì lòng rất buồn. Và hôm nay hát một cái bài hát mà rất ý nghĩa. Chú Lam Phương vẫn mong mỏi một ngày nào đó được trở về quê hương. Thì ngày xưa, thời hoàng kim của chú Lam Phương, chỉ một bài Thành Phố Buồn. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn, trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một bài hát Thành Phố Buồn là bán hàng triệu bản. Chú lúc đó chú Lam Phương có nhà lầu, xe hơi bao nhiêu chiếc, trong ngân hàng tiền triệu. Nhưng mà khi chú sang hải ngoại là hai bàn tay trắng. Chú đi làm giống như mọi người bình thường, cũng đi làm cái công sở. Và khi mà chú đến Hoa Kỳ năm đầu tiên là chú đã chia tay với người vợ đầu tiên. Chú mang nỗi buồn đó, chú bỏ xứ Mỹ, khăn gói một bộ áo quần sang Paris. Đây là câu chuyện thật mà chú kể với Quang Lê. Thì khi ông đến Paris, ông ở bên đó 8 mùa đông, thì ông có cái câu là ông nhớ Việt Nam quá. Ông mới nói là cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay. Đó là tâm của chú. Cảm ơn Quang Lê đã chia sẻ để khán giả hiểu hơn về cuộc sống, về tâm tình của những người nghệ sĩ. Và xin được cảm ơn Quang Lê đã chọn ca khúc này trong chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Có lẽ đó cũng là một lời chào tiễn biệt, một lời tri ân trong một năm có quá nhiều sự mất mát của những nghệ sĩ tài hoa, nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ Phó Đức Phương, nghệ sĩ Trí Tài, rồi ca sĩ Vân Quang Long, nghệ sĩ Mai Phương, rất nhiều những gương mặt đã có những cái đóng góp, những công hiến thật là lớn lao cho nghệ thuật. Họ đã tạm biệt chúng ta và trong đêm nay cũng xin được coi như chúng tôi có những lời chào tạm biệt với những người nghệ sĩ đó. Cảm ơn Quang Lê với những tình cảm của mình gửi tặng cho chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.